Trưa nay ngày 14 tháng 12, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông báo về trận động đất thứ ba xảy ra trong ngày ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Theo đó, trận động đất này xảy ra vào hồi 9 giờ 40 phút, có độ lớn 2,8 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 14,90 độ Vĩ Bắc, 108,22 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó là hai trận động đất có cường độ 2,6 và 2,7 độ Richter xảy ra lần lượt vào 1 giờ 50 phút và 2 giờ 1 phút. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ năm 2021 cho đến nay, ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, xảy ra trên 300 trận động đất mới, trong số đó, trận động đất cường độ 4,7 độ Richter xảy ra vào 14 giờ 8 phút ngày 23 tháng 8 là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay tại tỉnh này. Còn chiều nay, 15 giờ 8 phút, một trận động đất có độ lớn 3,9 độ Richter cũng xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km và không gây rủi ro thiên tai.